Sáng ngày 10 tháng 10 tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị trao đổi chia sẻ kinh nghiệm công tác đoàn giữa Đoàn Thanh niên Việt Tinh Banh và Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào. Tham dự hội nghị, về phía Đoàn Thanh niên Lào có đồng chí Khamphasi Venmason, Phó Bí thư tỉnh đoàn Attapu, cùng đoàn đại biểu gồm 50 cán bộ Đoàn Thanh niên Lào. Đại biểu Việt Nam tham dự sự kiện có các đồng chí Nguyễn Hải Đăng, Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Trần Viết Cường, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đoàn, Hoàng Thị Minh Thu, Phó Bí thư thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương. Về phía Đoàn Thanh niên Việt Tin Banh có các đồng chí Đoàn Thị Kiều Hương, Bí thư Đoàn Thanh niên Việt Tin Banh, Trần Thị Thu Thủy, Phó Giám đốc Việt Tin Banh Hoàn Kiếm. Tại hội nghị, Đoàn Thanh niên Việt Tin Banh đã giới thiệu với Đoàn Thanh niên Lào và các đại biểu mô hình tổ chức, quy mô hoạt động cùng các kinh nghiệm thực tế và kết quả thành tích nổi bật trong hoạt động đoàn và phong trào thanh niên tại Việt Tin Banh kể từ khi thành lập. Phát biểu tại đây, đồng chí Đoàn Thị Kiều Hương bày tỏ mong muốn hội nghị sẽ là cơ hội để Đoàn Thanh niên Việt Tin Banh được tăng cường giao lưu và hiểu biết hơn nữa về thanh niên nước bạn Lào, góp phần tăng cường giáo dục về mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai nước. Cũng tại hội nghị, các đại biểu trong đoàn công tác của Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào thể hiện mong muốn được học hỏi những mô hình hay, cách làm độc đáo và những hoạt động nổi bật của Đoàn Thanh niên Việt Tin Banh. Sau hội nghị, các đại biểu đã đến tham quan mô hình phòng nghiệp vụ, phòng giao dịch thanh niên kiểu mẫu tại phòng kế toán giao dịch của Việt Tin Banh Hoàn Kiếm. Việt Tin Banh, nâng giá trị cuộc sống.